với một phong thái điềm đạm. Không ai nghĩ huấn luyện viên Hồng Nhung lại rất dữ dội trong khoảng thuyết phục thí sinh về đội của mình. Thêm một thí sinh nữa về đội huấn luyện viên Hồng Nhung. Chúc mừng nữ hoàng chiêu trò mới của dòng hát Việt 2013. Hai giọng ca nữ đặc biệt sẽ khép lại đêm thi đầu tiên của vòng giấu mặt và họ sẽ mang đến một số bất ngờ khiến các huấn luyện viên không thể nào ngồi yên trên ghế nóng. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với dòng hát Việt 2013. Tôi là Trương Thảo Nhi, năm nay 20 tuổi và hiện đang là sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Ba mẹ là người truyền cảm hứng âm nhạc cho tôi. Từ nhỏ thì ba đã hướng hai anh em đến việc học organ. Đó cũng chính là bước định đầu đến gần hơn với âm nhạc của mình. Khi mà bước vào môi trường đại học thì ở đó các anh chị đã dạy cho tôi thêm trống ca hông, trau dồi thêm piano, đàn guitar. Tôi dần dần nhận ra được hướng đi mới cho mình cũng như là được thể hiện niềm đam mê mà mình mơ ước. Cầm ba lá, sao bà lại chọn bài hát này? Tính cách của em thì cũng trẻ trung và năng động. Thành ra việc chọn cặp ba lá để thể hiện phong cách cũng như cá tính của mình. Nhưng mà tôi nghĩ về mặt kỹ thuật thì bài hát này có vẻ là khá là khó. Em cũng thích gặp nhiều thử thách khó khăn thì mình mới tiến bộ lên được. Nếu tôi nói đó là một sự mạo hiểm thì bạn phản ứng ra sao? Trong cuộc thi nào thì lúc nào cũng phải có mạo hiểm thôi. Đối với bản thân em thì làm hết mình, cố gắng hết sức. Với tinh thần đó tôi tin là bạn có thể thành công. Cố gắng lên nhé. Em cảm ơn anh ạ. Đến với giọng hát Việt thì tôi đã lường trước được rất nhiều khó khăn. Nhưng tự bản thân mình hứa phải cố gắng nhiều và thật nhiều hơn nữa. Tôi đã đặt cược sự đam mê cũng như niềm hy vọng của mình vào chương trình giọng hát Việt. Và tôi nhất định sẽ thành công. Le bébé, la sincère, chỉ cặp ba la la sai. Le mắt nhau, la trăng treo, chỉ cặp ba la la vàng. Lưu nó cho bóng thơm thơm cánh đồng, đọc phương hàng cây, hay hay má non. Le mơ thơm, là môi son. Tên là gì? Dạ em tên Thảo Nhi ạ. Thảo Nhi. Dạ. Trông em chắc chỉ 15 thôi nhỉ? Dạ em 20 ạ. Chị bấm nút chọn em là đúng rồi. Cảm ơn ạ. Nói là giọng hát của em nghe nó như là của một người từng trải. Nó dày dạn, nó có độ sâu của cảm xúc. Giọng hát rất là lạ. Giọng hát không cần phải bắt chước người khác, không cần phải trong, không cần phải tròn, không cần phải dày, thế nhưng mà vẫn hay. Anh thấy cách xử lý của em tinh tế nè, làm to, làm nhỏ rồi, nói trong hát, hát trong nói, rất là tuyệt vời. Dù cho là chị Hồng Nhung hay là chị Mỹ Linh cũng sẽ người bản lĩnh nhất, có thể hướng em với một nền tảng như vậy sẽ có những cái bài hát và cách hát khác hơn, hay hơn cho những ca khúc khác nữa. Nếu như em về đội của Hồng Nhung
chị cũng có một cái kho cũng khá là dày dạn ấy về dạng những bài hát như thế này để em có thể tinh nghịch cùng với bài hát. Chị Hồng Nhung, chị có một kho những bài hát mà phù hợp với giọng em, nhưng mà chị làm như cái kho ấy của mình chị ấy. Đấy, đã ngồi vào ghế này là có thể phản nhau lúc nào không biết được, sợ lắm. Đúng là bé có một giọng hát và một cá tính trong giọng hát của mình. Thế nên là bây giờ cho dù ai nói ngả, nói nghiêng thì lòng bé đã quyết. Thôi bé cứ nói lên cái ý kiến của mình đi. Dạ thì lần đầu tiên thì cho con xin cảm ơn bốn vị huấn luyện viên ạ. Rồi giờ con chọn ai? Cho cô hỏi chút, tại sao lại con xin về đội chị Hồng Nhung là sao? Đấy. Là như nào? Tức là khi mà em nói xưng con là xưng chung với hai giám khảo nữ, nhưng mà đến lúc mà bảo là chị thì nói riêng với Hồng Nhung. Chúc mừng em. Lúc con bảo là con xưng con là cô đã mừng thầm rồi mà cuối cùng lại chọn chị Hồng Nhung. Con rồi. Thật là tiếc vì là bạn ấy đã không chọn mình. Mình tin rằng là với cái cá tính trong giọng hát này thì chị Hồng Nhung sẽ chỉ làm bạn tốt hơn. Khi đã ngồi trên chiếc ghế xoay này thì các huấn luyện viên của chúng ta buộc lòng phải bỏ qua hết những mối quan hệ thân tình trước đây. Chính vì vậy, tình chị em gần 20 năm nay cũng không thể nào làm cho Hồng Nhung cả nể nhường cho Mỹ Linh bất kỳ thí sinh nào. Thế này thì chắc huấn luyện viên Mỹ Linh phải thay đổi chiến thuật thôi.